Chúng ta dùng for do while các thứ, nhưng phần này chúng ta đang test cái phần câu lệnh do while. Các bạn viết bằng do while xem như nào. Đó này. Chúng ta cũng dùng do while giống như for vậy thôi. Dùng hai cái vòng lặp chúng ta xử lý. Xong chưa? Rồi chúng ta code thử xem nhé. Ban đầu ta lại khởi tạo là y bằng y123 không được rồi, ta đặt luôn y bằng 4 đi, đúng không? Đặt cái tổng chính phương bằng bằng 0. Đúng không nhỉ? Sau đó ta bắt đầu vòng lặp. Ta vẫn để trường hợp đây là y nhỏ hơn hoặc bằng n. Đúng không ạ? Bên trong này chúng ta lại thực hiện là ta lại giả định cái số y này là số chính phương. Sau đó chúng ta đi tìm, đúng không? Giả định số y không phải là số chính phương. Ta phủ định, đúng không? Thì ta đặt một cái cờ hiệu bool flat bằng false. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm nếu như mà có một cái số nào nhỏ hơn y mà bình phương nó lên bằng bằng số y thì ta khẳng định y là
là số chính phương. Được chưa? À, ta cũng dùng do đi, à, khai báo thêm một cái biến di để lập nữa, di bằng từ 2 đúng không nhỉ? Ta lại dùng do why. Đấy. Why chừng nào mà di còn nhỏ hơn max đúng không nhỉ? Chấm sqrt của y. Đúng không? Đương nhiên nó bình phương nó lên thì nó phải nhỏ hơn hoặc bằng rồi. Chứ sao mà nó lớn hơn được đúng không? Đấy. Thực ra thì ta chỉ cần kiểm tra là nếu như g sao với g mà bằng gì? Bằng y. Đúng không? Đấy, thì lúc này nó là số chính phương thì đặt cái flat này bằng bằng chu. Và chỗ này thông thường ấy nó kiểm tra được có xong thì nó sẽ gì? Kết thúc luôn break. Break này thì break nó thoát khỏi cái vòng for vòng này. Đúng không nhỉ? Đấy. Và sau khi mỗi một lần làm xong như vậy chúng ta phải gì? Tăng cái gì lên? Tăng cái gì đúng không? Đúng không? Còn sau mỗi lần y như này chúng ta lại phải gì? Tăng cái y lên. Nhưng trước khi tăng người ta kiểm tra đây là gì? Nếu như cái flat mà bằng chu thì cái số y này là số chính phương. Đúng không ạ? Vậy ta kiểm tra nếu như cái cờ mà chúng ta đặt đấy nếu bằng chu thì ta in ra cái số y console.write write đúng không ạ? Ta in ra cái số y 4 khoảng để in ra cái số y đúng không? Và sau đó chúng ta cũng cộng vào cái biến tổng cộng bằng y đúng không ạ? Và cuối cùng sau hết cái kiểm tra một cái số y ta lại tăng lên cái biến y lên để nó quay lại nó vào đây làm việc tiếp, đúng chưa? Và cuối cùng ta in thêm ra cái tổng nguyên tố đúng không nhỉ? À, tổng chính phương con số y tổng bằng đúng không ạ? Hay là tổng chính phương đi bằng cộng với cái biến tổng, đúng chưa nhỉ? console.readline đúng không ạ? Đúng chưa? Ở cái bài phòng for trước chúng ta cũng thế đúng không ạ? Chúng ta tìm kiểm tra nó có chúng ta break luôn. Break để làm gì? Để cho nó khỏi phải chạy lại cái vòng for một số cái vòng lập nữa, đúng không? Ví dụ như là chúng ta kiểm tra đến số bao nhiêu nhỉ? Số 16 chẳng hạn đúng không? Thì chúng ta chỉ cần chạy di bằng từ 2 cho đến 4 thôi. Đúng chưa nhỉ? Đấy. Chỗ này chúng ta có thể viết là ta lập như thế, như nếu mà mắt sqrt mà bằng g, thay cái chỗ này này bằng cái biểu thức g bằng mắt sqrt này. Đấy chưa ạ? Đó, chúng ta có các cái cách thức khác nhau để chúng ta xử lý. Được chưa? Ok. Ta chạy thử xem. Nhập là 100. Đây là các số đúng không nhỉ? Đây là các số gì đấy? À, đây là viết ở dạng biểu thức. Còn đây là các số chính phương. 9 6 4 đúng không nhỉ? 36 49 64 81 100. 1 nữa chứ thầy, đi từ 1 xuống 1 4 9. À, 1 là số chính phương à? Thì ta đặt đây bằng gì? Bằng 1. Đúng không nhỉ? Đấy. Không thể là. Không, à cả không số chính phương à. Rồi ví dụ như vậy đúng không? Chỉ tính từ 1 thôi. Được chưa? Giờ chúng ta mô tả về cấu trúc do qua là một loại cấu trúc lập thứ hai. Cấu trúc là làm trước kiểm tra sau. Còn cấu trúc for thì là gì? Kiểm tra điều kiện trước rồi mới làm sau. Đúng không ạ? Ok. Chúng ta chuyển sang một cái cấu trúc thứ ba này là cấu trúc lập mà while. Được chưa ạ? Bạn tạo ra thành một cái project mới. Ta làm việc với cái đặt tên nó là lesson 04 đúng không? 405. Thầy đang làm không mấy? 04 đúng không nhỉ? S
Lesson 04 chấm 2 đi, chấm qua đúng không ạ? Ok, vậy thì cái cấu trúc lập qua chúng ta mô tả này về mặt lý thuyết, chúng ta có là gì, bắt đầu vào qua thì nó kiểm tra điều kiện, sau đó thực hiện một hoặc nhiều các câu lệnh. Ví dụ chúng ta cũng in ra các cái số các cái số từ 0 cho đến từ 1 cho đến 10. Chúng ta có thể gắn cái giá trị ban đầu y bằng 10. Sau đó là gì? Sau đó là kiểm tra nếu chừng nào có lớn không, chúng ta còn in nó ra. Mỗi lần in xong thì chúng ta giảm cái y đi. Được không ạ? Đấy. Và cứ tiếp tục nó thực hiện như vậy, còn đúng thì còn làm tiếp, quay lại kiểm tra điều kiện đúng lại làm tiếp. Đúng không? Ta viết một cái ví dụ về vòng lập qua. Cũng tương tự như vậy, chúng ta làm cái bài toán cơ bản đấy đi. Đúng không nhỉ? Nhập N, in ra các số nhỏ hơn bằng N. Được chưa? Vậy nhập thì chúng ta lấy luôn cái đoạn trên này nhập đi, không phải viết lại nữa. Đúng chưa nhỉ? À, nhập N bằng bao nhiêu đó. Đây. Bạn copy lại đi. N tính trong khoảng này. Cho nó nhanh. Thì cái này nhập rồi đúng không nhỉ? Copy nó sang. Có nghĩa là lúc này chúng ta nhập N lớn hơn 0 và nhỏ hơn 10.000. Thêm số nữa cho nó thỏa mãn đúng không? Cho nó xấu số thì 1 2 3 4 5 6. Đấy, cho nó to. Đúng không ạ? Start cái bài này. Thêm cái lệnh ở dưới đây nữa, console gì? Read đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta chạy cái này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu nhập N bằng trừ một cái thì nó bắt nhập lại đúng không? Trừ hai cũng nhập lại, nhưng mà nhập đến là 10.000 thì ok. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta mới đi vào cái phần là xử lý với for. Dùng vòng lập for, xin lỗi là vòng lập while, để in ra các số, in ra các số nguyên nhỏ hơn bằng n. Đúng không nhỉ? Vậy ban đầu ta đặt cái biến là gì? In một cái biến lập, một cái biến lập y bằng 1 chẳng hạn đúng không? Chừng nào mà y còn nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn bằng n thì chúng ta sẽ làm công việc là in nó ra console.write. Đúng không ạ? Console write, write cái giá trị y ra, ta in cho nó có khoảng cách 1,4 và in ra cái giá trị của biến y. Sau khi in xong thì ta làm gì? Cộng cộng nó vào, được không? Đúng không? Bạn viết ở đây hoặc bạn viết ra cái lệnh khác cũng được. In ra biến y xong lại tăng cái y lên. Ta đã học cái phép toán một ngôi ở bài trước rồi đấy, đúng không? Đấy. Ok chưa? Trần Đắc Định out à? Có cô đâu? Đắc Định, Quang Nam có rồi. Tương tự như vậy chúng ta có thể in ra bằng một cách khác, giống như chúng ta lại in lại một lần nữa. Ví dụ thế, ta lại đặt y bằng N. Chúng ta lại dùng vòng while chúng ta in ra. Đúng không nhỉ? Chừng nào mà y còn lớn hơn 0 thì gì? Thì ta in ra cái này. Thế thôi. Đấy, ví dụ chỗ này ta bỏ đi này. Thì theo bạn thì nó sẽ in đến khi nào? À, in vô hạn ạ. Vô hạn à, đúng không? In, vâng. Vô hạn. Nó không có cái y cho nó không tăng không giảm. Đúng rồi, vậy thì sau khi in xong thì ta làm gì? In ra xong thì ta phải gì? Giảm y. Được rồi nhỉ? Bài trước chúng ta đã test một cái phần là liên quan đến cái bộ nhớ của biến trong C-Sharp. C-Sharp chúng ta đang dùng đây 6.0. Thì nếu như chúng ta dùng nó vượt quá bộ nhớ, đúng không nhỉ? Thì làm bộ nhớ
cái kiểu bye đúng không? Mà 255 đến 256 thì nó quay lại giá trị 1. Vậy bây giờ ta test lại cái kiểu khác xem nào. Ta test cái kiểu là kiểu kiểu in số gì nhỉ? Các bạn. Số lớn. Chúng ta có small in đi, đúng không nhỉ? Kiểu small in là kiểu gì? Short đúng không? Short. Short T. Ban đầu chúng ta đặt bằng 0. Đấy. Ví dụ lúc này chúng ta không giảm y nhé, và chúng ta đặt vào biến t nhân bằng bằng y. Tức là mục tiêu của chúng ta là chỗ này, cái vòng lập này nó sẽ vô hạn đúng không? Đấy. Nhưng trong này y ở đây convert small thì ta cho lại thành cái gì? Thành small in à, short đúng không? Short, short y đúng không ạ? Để ta xem là cái vùng nhớ của cái biến short, biến short thì tương ứng với 32.767 đúng không nhỉ? Ta xem nó có bị tràn không. Đấy. Rồi ok, chỗ này ta để như thế này, chạy thử nhé. Nhập n bằng 232 đi. Ô thôi, 232 index max. Hit key thế, hit key. Từ từ, chỗ này là không đúng không, chứ không phải một. Nó báo lỗi sai với cái placeholder, Alo, không không. không đúng không? Không không. Đúng không ạ? Một là sao? 232 đấy, không, in ra biến tổng nó cho nó dễ nhìn nhỉ. Console chấm write, ta để chỗ đây là t đi, chỗ đây là 0,5 số thì ta cho 6 đi, in ra cái biến gì, biến t. Mục tiêu chúng ta nhìn xem là nó có bị tràn ra theo như cái lý thuyết chúng ta mô tả không, đúng không, hay là nó được tính tiếp. 22 không có khái niệm overflow đúng không nhỉ? Yeah. Nó mới chạy mãi. Bởi vì chúng ta tính như cái y à, cái y mà bằng y bằng n, n tức là bằng 222. Tổng nhân bằng y chúng ta thế cứ nhân lên. Đúng không? Thì chắc chắn là bạn nhân bằng tay thôi cũng chỉ có mấy phép tính là nó sẽ tràn cái bộ nhớ đấy. Nhưng trong trường hợp này thì nó không có khái niệm overflow. Như bài toán này chúng ta test ở trong C chẳng hạn thì là gì? Là tràn cái vùng nhớ. Đúng chưa nhỉ? Đấy, ok. Như vậy chỗ này chúng ta đang tập lập vô hạn. Thôi được, ta bỏ cái này đi. Ta chạy cho đúng là gì? Y trừ trừ. Đó, thì nó sẽ dừng lại. Ta nhập y bằng 12 đi. Đó. Đúng không nhỉ? Ôi sao không hết này. Vì T bằng 0 đấy. T bằng 0 à? Còn T bằng 0. T bằng 0 thì nó đúng là nó không hết là phải rồi. Thế thì khi nãy sai đúng không? Thế test lại nó dừng không? Đấy. T mà bằng T bằng luôn n đi. T bằng 0 thì nhân thì bao giờ mà nó tràn được. Đúng không? Này lỗi gì đấy? N là số, thôi ta đặt bằng 10 đi. Nào là y đặt t Đúng rồi. Nó gán lên nó nó kiểu to hơn là không được. đúng rồi. 222. Được chưa? Như thế này thì nhìn thấy nó chính xác hơn. Chạy nhanh quá nhỉ. Vẫn không là thế nào? 10 nhân với short y y bằng n, lúc này nhập bằng cao short. Ta chạy lại từng bước để ta xem nhé. Ta để bug đây này. Đấy, ok. Đấy. Cho giờ các bạn no name Vương Thắng là muộn rồi. N bằng 222, enter. Y bằng mấy đây? 222. T bằng 10. Chúng ta nhấn F10 để chạy từng dòng. In ra. Đúng không? Y lúc này bằng 222. Ta xem T bằng mấy? T bằng 22.000. Ok. Next tiếp. Vòng thứ hai này.
Vòng thứ ba này, xem giá trị T mấy. 30896, next tiếp này. Đấy, đúng chưa? Nhẽ ra là hơi tăng lên đúng không? Tăng lên nhưng bây giờ nó lại lấy ngược âm lại, tăng lại chạy tiếp này. 1 2 3, thêm 3 lần nữa này. Đấy, như vậy chúng ta không có khái niệm về tràn cái overflow trong cái kiểu dữ liệu trong C# 6.0 nữa, đúng không nào? Đấy, ok. Như vậy những cái lỗi này nhiều khi mà chúng ta không kiểm soát là cái giá trị chúng ta sẽ làm nó sẽ không đúng, đúng không nhỉ? Không đúng với cái mục tiêu của mình. Đó là cái phần về why. Và trong cái phần này chúng ta mô tả thêm một khái niệm nữa ở đây là các cái chúng ta còn một cái for x nữa. For x thì dùng để lập ở trong một tập hợp. Cái này thì sau này lại dùng nhiều khi mà chúng ta làm sang cái phần các utility trong trong C#, các cái generic, các cái collection, ta làm việc với tập hợp. Còn hiện tại đây chúng ta đang mô tả nó ở dạng mảng, đúng không? Vậy ta làm một cái ví dụ về for x đi đã, cho nó tuần tự. Có một số bạn là trùng lịch học thì xem lại một tí cho nó dễ hiểu. Lesson 04.3.4 for EAK, đúng không? For x. Đấy. Đây thầy chưa viết ở cái các cái lambda expression, chưa viết ở các cái dạng thức mới của thức lambda trong C#. Chúng ta viết ở một cái căn bản nhất, đúng không nhỉ? For x ở đây ta hình dung là lập trong một tập hợp, đúng không nhỉ? Lập trong một tập hợp. Đấy. Hay còn gọi là một mảng cũng được. Đúng chưa? Đấy. Ví dụ chúng ta có một cái mảng kiểu string. Cái mảng chúng ta đặt tên là mảng name đi. Name bằng, ta gán luôn giá trị cho nó. Ví dụ như là Hùng, Dũng, Sang, Trọng, đúng không nhỉ? Phúc, Ngân, gì nữa? Hết à? Thôi được, thêm ông Đam, thêm ông nữa, Bình Minh, đúng không nhỉ? Hòa Bình, Bình Minh, vân vân. Như vậy ở đây chúng ta có một cái tập hợp hay là một cái mảng, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta duyệt để in ra thì bạn dùng while, do while, vòng for đều ok. Cái chúng ta đang mô tả là ta in ra ở dạng bằng for x thì ta in như thế nào? Console write, danh sách, bảng vàng tên. Đấy, và sau này bạn nào lấy vợ lấy chồng thì đẻ con thì đặt mấy cái tên đấy cho nó sang trọng, đúng không nhỉ? For, chúng ta dùng for x này. Đấy. Item lập ở trong đâu? Lập ở trong cái tập hợp name. Được chưa? Sau đó chúng ta in ra cái item đấy, console.write, in ra cái item, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta thêm một cái chuỗi nữa, welcome to, đúng không? Cộng với item cho nó nghe nó ngọt ngào. Đấy. Console.reach. Rồi, ok. Chúng ta chạy thử cái ví dụ này xem. Start, đúng không nhỉ? Ok. Đúng không ạ? Welcome to Hùng Dũng Sang Trọng, đúng không? Tương tự như vậy các cái vòng for khác cũng đấy, nhưng mà khi làm với tập hợp chúng ta thường dùng nó như thế này. Chỗ này chúng ta dùng bằng biến động hoặc chúng ta dùng bằng string cũng đều được cả, đúng không? Đấy. Hoặc là chúng bạn nào ý kiến? Cái này em thấy nó giống qua INV for hợp trong JavaScript. Đúng rồi, khái niệm nó giống nhau. Cái là nó sẽ không biết được cái số lần lập. Cái này thì rõ ràng là chúng ta gọi là lập trong tập hợp. Thì cái tập hợp đấy thì
Về bản chất người ta định nghĩa gọi là không cần xác định số lần lập, đúng không? Còn lại thì nó vẫn xác định được, vẫn xác định đúng cái số phân tử trong tập hợp đấy, đúng không nào? Ví dụ chúng ta có các cái thuộc tính, chúng ta xác định ra số phân tử len, vân vân. Hay nói khác thì đây là dùng bằng bằng for x, còn chúng ta dùng for thông thường hay do while chúng ta vẫn dùng như nhau, đúng không nhỉ? Đây, thầy copy làm cái thầy dùng bằng cái for như lệnh for thông thường chẳng hạn, chúng ta thay đây là for for i, for i, đúng không? Đấy, chúng ta lập từ 0 cho đến độ dài của cái anh này, tức là name chấm len. Đấy, sau đó chúng ta in ra cái gì, name tại vị trí i, thế thôi. Có nhiều cách chúng ta xử lý. Như vậy là ngôn ngữ lập trình các cấu trúc điều khiển là cung cấp cho chúng ta các cái cấu trúc để chúng ta xử lý các cái tác vụ của một cái bài toán cụ thể nào đấy, đúng không ạ? Và cái việc rõ ràng là bạn dùng ngôn ngữ lập trình thì bạn phải quan tâm đến là nó có các cái control follow nào, và sau này chúng ta gặp cái tác vụ gì, chúng ta áp dụng cái cấu trúc nào nó phù hợp, ngắn gọn, nhanh gọn, phù hợp nhất, đúng không? Để chúng ta xử lý. Đấy. Sau này các cái C# 7.0, 8.0 nó cũng khá hay nữa, đúng không nhỉ? Enter. Kết quả như nhau, đúng không? Đấy. Ok. Được chưa ạ? Có một số bạn, một hai bạn cứ ao gặp suốt nhỉ? Do mạng à? Thầy test cái tài khoản Pro này nó lên đến hơn 50 tài khoản dùng vẫn ngon đấy. Đấy, chúng ta mới đang dùng có 38 thôi, chưa nhiều lắm. Rồi ok, tiếp theo một số cấu trúc, loại cấu trúc điều khiển thứ ba là cấu trúc nhảy. Chúng ta có số các câu lệnh break, continue, go to, return. Cái go to này thì giờ rất ít dùng rồi, đúng không ạ? Đấy. Thì câu lệnh break thì chúng ta nhìn cái mô hình này chúng ta sẽ dễ dàng hiểu hơn. Giống như phần trước chúng ta đang kiểm tra số y, số z đấy xem phải là nguyên tố hay chính phương hay không, được chưa nhỉ? Thì rõ ràng chúng ta kiểm tra mà nó không thỏa mãn ấy, thì chúng ta kết thúc luôn, chúng ta không phải lập gì nữa. Vậy thì nó thường dùng cho các cái cấu trúc, cái loại cấu trúc nhảy này là dùng kết hợp cùng với các cái cấu trúc tuần tự hay cấu trúc lập, và mục tiêu của nó là phá vỡ cái cấu trúc đi để chúng ta xử lý một cái tác vụ khác. Chẳng hạn thỏa mãn điều kiện rồi chúng ta break, tức là thoát khỏi cái vòng for này. Còn ngược lại của cái anh continue ấy thì nó không thoát khỏi for mà nó quay lại để kiểm tra cái điều kiện ở đây, đúng không ạ? Chúng ta xử lý. Thì đấy là hai cái ngược lại, một là break là kết thúc, còn continue tức là lại quay lại kiểm tra điều kiện. Quay lại kiểm tra điều kiện ở đây, for thì nó là kiểm tra ở đây, còn do while thì nó lại quay xuống tới chỗ while để nó kiểm tra xem phù hợp hay không, đúng không nhỉ? Đấy, đúng chưa? Ok, đúng không ạ? Đây là cái thành phần mà chúng ta sử dụng với continue. Còn go to thì người ta ít dùng, bởi vì cái anh go to này là cái anh người ta gọi là cái anh con chó. Không, cái anh này gọi là anh gì, gọi là cái từ gì cho nó, anh này gọi là anh vô vô quy tắc, đúng không nhỉ? Anh không có nguyên tắc. Chúng ta nhìn thấy break và continue nó có nguyên lý của nó, kết thúc hoặc nó quay lại cái nơi nó kiểm tra điều kiện. Còn go to là nó nhảy đến cái nhãn. Vậy cái nhãn này ta đặt ở đầu kệ, đúng không nhỉ? Nên là trong cái chương trình lớn chúng ta rất khó kiểm soát. Được chưa? Cái nhãn này bạn có thể đặt ở chỗ này hoặc là đặt tiếp đâu đâu đó ở mãi cái câu lệnh chỗ nào đấy chẳng hạn. Thì nó nhảy, nó gọi là nó nhảy lung tung. Được chưa nhỉ? Nên là trong các ngôn ngữ lập trình thì người ta sẽ hạn chế dùng cái lệnh go to. Đấy. Gọi là go to nhãn. Chúng ta test xem là trong cái version này nó còn dùng không thì thầy cũng chưa để ý đâu. Còn một cái câu lệnh cuối cùng là câu lệnh return. Cái return này thì lại rất là hay, chúng ta học từ C hay là một số các ngôn ngữ lập trình khác, đúng không nhỉ? Return tức là chúng ta đọc rõ, return sẽ trả về giá trị của một biểu thức. Nó thường được sử dụng trong các phương thức để trả về giá trị khi phương thức được thực thi. Đó, khó hiểu nhỉ? Đấy. Tức là cái chỗ nào gọi cái phương thức này thì
return nó sẽ trả về cái vị trí đó, nó trả về cái nơi gọi hàng, anh hiểu chưa ạ? Và nó tức là nó có giá trị và nó trả cái điều khiển con trò, nó trả về cái nơi mà gọi cái hàm S này, nó hình dung nó như vậy đúng không? Thì cái này người ta cũng rất hay dùng, đặc biệt là trong các cái phương thức nhận giá trị trả về, hay là các cái hàm trong C, trong JavaScript. Chúng ta một số bạn học JavaScript rồi đấy đúng không ạ? Chúng ta cũng xử lý tương tự như vậy đấy. Thì đấy là một số cái cấu trúc điều khiển mà chúng ta quan tâm. Trên này còn một cái nữa thầy đang còn để dở đây, cấu trúc lồng nhau rồi. Ok, lồng nhau chúng ta tính toán rồi đúng không ạ? Ví dụ chúng ta in đa bản kiểu trương, vòng lập đặt ở trong vòng lập đúng không? Đấy là một số cái cấu trúc điều khiển và cấu trúc nhảy. Hay nói khác là chúng ta sơ lược toàn bộ lại các cái cấu trúc điều khiển. Ta xem cho thầy một cái bài tập ở trong này, bài tập nào đó để xử lý xem nào. Phương trình bậc nhất, bậc hai thì ok rồi đúng không? Cũng ok rồi. Mấy cái bài toán cơ bản để chúng ta test các cái cấu trúc điều khiển for x để in ra, ok rồi. Rồi, chúng ta viết cho thầy một cái bài đơn giản, cực kỳ đơn giản. Đây, đúng không ạ? Viết cái chương trình in ra, đúng không ạ? Thầy tạo một cái solution mới ở đây đi, luyện cho nó kỹ càng với cái cấu trúc này. Lesson 04 chấm mấy rồi nhỉ? Mình lại thầy 04.1.2.3.4 đi, đặt như thế để cho nó dễ đọc. Lesson 04.4 lát 01 đi. Bài toán chúng ta đơn giản là dùng các cái kỹ thuật, chúng ta viết chương trình in ra tổng các số có 3 số chẵn. Làm thêm cái nữa, đằng nào cũng thế đúng không nhỉ? Lát 02.4.1 viết chương trình in ra dãy Armstrong đúng không ạ? Có 3 chữ số. Trên này là in ra các số tổng 3 ký số là chẵn, tức là ví dụ như là 1, 3, 4 chẳng hạn đúng không nhỉ? Thì đấy là 3 cái số tổng, nó là số chẵn, 3 ký tự số là chẵn đúng không? Cho nó dễ. Chẳng hạn nhé, chúng ta ở đây chúng ta có là cái số 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3 đi, đúng chưa? Thì tổng của cái này là tổng của nó là gì? Là chẵn, là số chẵn nhé. 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 là số chẵn. Đấy, còn dưới này là số Armstrong. Armstrong thì người ta định nghĩa Armstrong là gì? Là ví dụ số 1, 1, 1, 1, 1, 5, 3 thì cái số này sẽ bằng là 1 √3 cộng với 5 √3 cộng với 3 √3 đúng không ạ? Thì chúng ta định nghĩa đấy là số Armstrong có 3 chữ số. Armstrong có 4 chữ số thì ta lại nhân với 4, √4 trong toán học định nghĩa như vậy. Thực ra chúng ta đang dùng cái đó, chúng ta mô tả và viết nó bằng các cái vòng lập chúng ta đã học thôi đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta giải quyết bài này trong vòng 15 phút xem nào, sau so sánh kết quả xem nào. Ok chưa? 10 phút, 15 phút nhé. Trần Trung có code không? Có bạn nào vướng chỗ nào không? Không. Lê Hương, Trần Khánh, Bình Hoàng,
Thực ra cái phần này rất dễ, và các cấu trúc điều khiển bạn học một lần thôi thì các cấu trúc điều khiển của các ngôn ngữ khác chúng ta cũng dễ dàng tiếp cận, đúng không ạ? Java cũng thế thôi, JavaScript, Python thì cấu trúc nó hơi khác hơn một tí, thậm chí là các khái niệm lập trình cấu trúc điều khiển trong TSL cũng thế, và ý nghĩa nó như nhau nhưng mà cái cú pháp nó khác nhau. Bạn Dịu hôm nay hình như là mạng bị sao nhỉ? Thầy thấy cứ ao ập suốt đi. Em giao vào chưa? Alo. Em log vào Zoom chưa? Vào cái Zoom đấy dạy xong rồi bảo các bạn xem là học sang thứ ba thứ năm được không nhá, để cái lớp kia học thứ hai thứ sáu. Nếu ấy thì để sau tuần thì chuyển sang thứ ba thứ năm học nhé.
Rồi thầy chữa bài này nhé. Xem kết quả đúng hay sai nào. Ta có là gì? Intra console .write nữa nè. Console .write. Đó, chúng ta in ra cái nội dung này cho nó dễ nhìn nữa nè. Chúng ta dùng for đúng không? Do while gì đó. For in y bằng từ 100 đến gì? 9999. Đúng chưa? Đấy. Chúng ta in ra các số có tổng 3 cái số này. Hả? Y bằng 1000 nhỉ thầy ơi. Này cái này không phải 1000 đâu. 99 bằng. Ok. Đúng không? Đây là gì? 100. Rồi, chúng ta kiểm tra là bây giờ chúng ta phải tách cái số y này ra. Đúng không nhỉ? Thôi ta đặt vào một cái biến cho nó dễ nhìn nhé. Biến hàng hàng trăm thì bằng gì? Bằng y chia cho 10. 100 chứ. 100 sẽ lấy đơn vị cuối cùng. Chứ nguyên. Đây là hàng trăm đúng không? Hàng chục. Hàng đơn vị trước đi. V thì đúng bằng là gì? Hả? Hàng chục xong lấy cái biến ấy trừ đi cái t nhân với 100. Ừ thì chục cũng được. Chục thì bằng gì? Y đặt một cái ít là y nếu mà lớn hơn hoặc bằng 10 thì chia nguyên cho bao nhiêu thì chia nguyên cho 10 ấy, hoặc là chia nguyên cho 100 ấy. Đây. Vậy có được không ạ? Lấy ra hàng chục đây, tại vì ta chạy từ 100 mà cần lấy hàng chục. Làm cho nửa số luôn thế. Hả? Làm cho nhiều số luôn. Thì đấy các bạn tự đặt vào, ta làm một cái này đi. N y bây giờ tách cái số ở giữa. Tách cái số ở giữa tức là chia cho 10 đúng không? Đúng chưa? Sau đó lại chia cho gì? Chia dư cho gì? Lại chia dư cho 10. Cho 10 đúng không? Đúng thế không? Để lấy ví dụ nha. 1, 2, 3. Đúng chưa nhỉ? Chia cho 10 thì cái này bằng mấy? 12. 12 đúng không? Bây giờ 12 chia nguyên cho 10, chia dư cho 10 thì bằng 1, bằng 2. Đúng lấy được 2, ra số 2 không? Chính xác chưa? Vậy ta bây giờ in ra cái vị. In ra cái vị thì bằng y phần trăm gì? 100 chứ. Đúng không? À đâu? Rồi chia dư cho 100 đấy rồi. Đúng chưa? Chia dư cho 100 thì được 1. 1, 2, 3. Đúng không ạ? Chia cho 100. Phần dư của nó bằng mấy? Bằng 23. Sai đúng không? Vậy chúng ta chia dư cho mấy? Đúng chưa? Cái này có đúng bằng 3 không? Đúng không? Đúng rồi. Đúng chưa nè? Bây giờ ta mới là gì? Nếu in ra tổng của nó tức là T cộng với C cộng với V, tổng là số chẵn, tức là cái này gì? Chia hết cho 2 bằng 0 này. Rồi, chia cho 2 bằng bằng 0. Thì chúng ta in ra đúng không nhỉ? Console.write. In như này đi cho nó dễ nhìn. 0,5 đi. Rồi in ra số y. Đúng thế không? Đấy, console.read. Đúng không ạ? Còn không phải thì thôi, tổng của các số nó là chẵn. Thì ta thử xem có bao nhiêu số nhé. Ồ, ta chạy cái file này đúng không? Chạy start đây đúng không ạ? Đấy, nhiều phết nhỉ. 1 cộng 0 cộng 1 đúng là tổng các cái số là số chẵn rồi. Ok, đúng không ạ? Bài thứ hai nào. In ra các số Armstrong có 3 chữ số, nó lại giống bài trên. Để lấy hai cái bài này gần nhau để chúng ta code cho nó nhanh. Đấy,
Số Armstrong có 3 chữ số. Vậy rõ ràng là nó cũng lập trong cái này ấy gì? Đúng chưa? Đấy. Từ 100, thực ra 100 cũng nó 1 mũ 3 cộng với 0 mũ 3 cộng với 0 mũ 3 nữa thì nó cũng không thể bằng 100 được. Đúng không? Chúng ta cứ cho nó là 3 chữ số thì bắt đầu từ 100 cho đến 9999. Đúng không ạ? Vậy chúng ta nhìn thấy rằng là số Armstrong là số có 3 chữ số mà tổng của các chữ số đó lũy thừa 3 bằng chính nó. Thế thì chỗ này chúng ta lấy giống hệt nhau đúng không? Đấy. Ờ. Cho điều kiện cho điều kiện của a số đó nhân 3 thì như là a nhân a nhân a cộng b nhân b cộng c nhân c nhân c phải, và nó phải bằng 100 a cộng cho 10 b cộng c bằng chính nó là thì nó cũng giống cái bài này đúng không? Thế bây giờ chúng ta lấy cái ta lấy được tách ra các chữ số này rồi đúng không? Cái của em làm là em đang dùng là gì? À, dùng là ba vòng for đúng không? Ba vòng for lồng nhau đúng không? Còn ở đây chúng ta chỉ dùng một vòng for là một for thôi được không? Nha, nó hay hơn chứ. Cái em vừa nói là em dùng là chạy ba vòng for đúng không ạ? Cho ba cái số là từ 1 cho đến 9, được chưa? Sau đó thì em lấy cái đó em nhân lại bằng chính cái số, đúng không ạ? Thế chỗ này bây giờ là ta kiểm tra là cái số này mà tách được ra cái giá trị này thì nó là số Armstrong. Vậy thì ở đây chúng ta chỉ cần là gì? Chỗ này thầy xuống dòng này cho dễ nhìn này. Là gì? Thầy chỉ cần ít một cái nữa thôi, tức là t nhân t nhân t, đúng không? Là mũ 3 ấy thế. Đúng không ạ? Cộng với gì? C nhân C nhân C cộng với gì? V nhân V nhân V mà bằng gì? Bằng chính nó, bằng chính số y đấy. Là đúng là biểu thức này chưa? Đúng không? Theo đấy ta in nó ra, thế là xong. Chuẩn đúng không nhỉ? Dùng 3 vòng for để test cũng được. Đúng không ạ? Hôm nay ta dùng bằng toán học chúng ta tính toán ra các số. Được chưa ạ? Chúng ta xử lý. Cách này hay hơn là cái cách chúng ta sẽ dùng 3 for. Ví dụ chúng ta tìm 4 số, chúng ta tìm 5 số. Số có 5 chữ số là căng đấy, đúng không? Đấy. Ok này. Đấy. Nó có bao nhiêu chữ số thôi? Là các số Armstrong đúng chưa? 153, 370, 371, 407. Có 4 số Armstrong trong 4 số Armstrong có 3 chữ số. Đấy. Được chưa nhỉ? Ok, đúng không? Khá là dễ dàng. Làm thêm bài tập nữa cho nó đã buồn. Làm cái bài tam giác đi cho nó. Được chưa nhỉ? In tam giác sao? Cái này chúng ta dùng là dùng hai vòng for rồi nhỉ. Đấy. Bài số lắc 053 này. Được chưa? Lab 04 chấm bao nhiêu kia? 044045 đi. Tạo mới một cái. Ok. À lesson chứ, ta đặt nó lesson 04.5 lab 02. Rồi nhỉ? Ta làm cái bài toán in tam giác. Đúng không? Ta gọi là tam giác. Đấy. In tam giác ta nhập vào một cái số dòng chúng ta in. Đúng không? Ví dụ như là bạn khai báo một biến n. Sau đó chúng ta nhập n đi, console.write n bằng đặt n bằng in chấm pass đúng không ạ? Console chấm readline được chưa? Cái tam giác đầu tiên dễ nhất chúng ta in thử xem nào. Đúng không? Đấy. Hưng hôm nay có học không nhỉ? Hưng là nick của Hưng đâu?
À, Cooper đấy à? Phần này có hiểu gì không? Hưng. Hiểu ạ. Ở trường có phải học online không? Ừ, cũng không phải học online. Thế nên năm nay lớp mấy mà lại không phải học online nhỉ? Lớp 10 hay lớp 9? À, lớp 11 nhỉ? Lớp 10. Lớp 10. Thầy thấy cấp 2 thằng cu nhà thầy à, cấp 1 nó vẫn học online các buổi tối mà. Học trên truyền hình ấy. Đấy mới tỉnh khác trường tỉnh em mới không thấy gì. À thế à? Thế thì đợt nghỉ này là cứ nghỉ suốt thế à? Không có làm bài tập thôi chứ còn không không phải học online. À thế à? Học C chưa? Rồi học C rồi thì học C#, học Java, Python chẳng hạn, đúng không? Sau này mà làm về data science thì nên học thêm Cái này cái. cấu trúc của nó cũng giống như phần C. Đúng rồi. Cái cấu Em học C rồi thì học cái này lên nó dễ hơn. Bởi trúc. vì tất cả các phần mà thầy đang làm đây thì là các ngôn ngữ lập trình căn bản. Đúng không ạ? Chỉ đến cái phần sau nữa về phần đối tượng thì C nó không 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 phải là mô tả đối tượng, như C cộng cộng thì nó là có đối tượng, hướng đối tượng. Rồi ok đúng không nhỉ? In ra cái tam giác đầu tiên đây nào. Cái này dễ rồi, đúng không? Như bạn vừa dùng đấy, chúng ta dùng hai for đúng không? For y từ 0 đi, y nhỏ hơn n, y cộng cộng. Cái for này ấy, là để chúng ta in ra cái gì? In ra cái chiều này này. Được chưa? Đấy. Vậy chúng ta dùng cái for bên trong, for thứ hai, for z. Đúng không? Chúng ta chạy từ cũng từ 0 đi. Chúng ta nhìn nhé. Y bằng bằng 1 hay bằng 0 cũng được đi. Thì cái này nó lập 0 lần. Y bằng 1 thì nó lập một lần, y bằng 2 thì cái z nó lập mấy lần? Hai lần. Đúng không? Đấy, vậy thì chỗ này chúng ta chỉ lập đến gì thôi? Lập đến z thôi. Nhỏ hơn z hay là nhỏ hơn bằng z? Bằng đúng không? À không, nhỏ hơn z thôi. Đấy. Sau đó chúng ta in ra cái dấu sao console.write. In nhưng không xuống dòng nhé. Đúng không ạ? Ta in ra 0,4 đi. In ra 4 khoảng đúng không nhỉ? Để in ra cái giá trị là gì? Sao? Đúng không? Sau khi in hết một hàng thì nó làm gì? Con số gọi là xuống dòng. Đúng thế không? Đấy. Và dừng màn hình để xem là con số read. Đúng chưa nhỉ? Đấy, cái tam giác đầu tiên chúng ta thấy nó khá là dễ đúng không nhỉ? Đúng chưa? Chạy thử. Tát đúng không? Xem đúng cái tam giác của chúng ta chưa? Nhập mà n bằng 5 đi. Đúng không? 1 2 thiếu mất dòng nhỉ. Đúng không? Thiếu mất dòng tại cái số kia mình đi từ gì bằng không? Mình cho bằng cho rồi bằng bằng n vào. Vâng. Đúng không ạ? Ok được. Thì nó ok, bằng 5. Đấy, 1 2 1 2 3 4 5 chuẩn luôn nhỉ. Xuống thêm dòng nữa cho nó dễ nhìn. Chuộc n đúng không? Đó. Thêm dòng cho dễ dễ nhìn. Thế là chúng ta có cái tam giác đẹp. 5. Được chưa? Chỗ này nó in một cái là in không không in cái gì đây này. Được chưa nhỉ? Người ta chạy cái này bằng từ 1 được không? Cái này cho từ 1 đi. Được không? Cho nó gọn lên. 5. Đúng không ạ? 5 thì gì nó lại bị thiếu. Gì bị thiếu thì người ta làm gì? Ồ, thầy đang bật cái gì đấy?
5 thì cái này ta lại phải cho bà bằng đúng không? Nhớ mới đủ. Đấy. Bằng 5. Nhìn được chưa? Đẹp đẹp rồi đấy. Bây giờ in in ngược lại. In cái tam giác ngược lại. Đây. In cái này. Tức là bây giờ cái dòng đầu tiên ấy thì nó lại in gì? In nhiều sao nhất. Cái dòng cuối cùng thì in ít sao nhất. Đúng không? Lắp vòng for trong ngược lại. Copy nhé. Ctrl C này. Ctrl V này. Cái chỗ này bạn mô tả một thôi, không mô tả này. Đấy. Bây giờ là ngược lại. Ngược lại thì ta vẫn có bao nhiêu dòng đúng không? Nhưng cái này in nhiều sao nhất thì bạn vẫn có thể lập từ 1 cho đến gì? N trừ đi. Y trừ trừ được. Bằng có cái y là được thầy ạ. Cho y chạy từ n xong y giảm dần. Y trừ trừ. Cái y cứ giữ thế. Y thì cứ giữ thế. Rồi, theo ý kiến của bạn, cái này không thay đổi gì thế. Mà cái này, cái này sẽ bằng từ n đúng không? Cái này lớn hơn bằng gì? Không. Bằng 1 đúng không? Và y trừ trừ. Ok. Chạy. Thông minh thế. Đúng không nhỉ? 5. Ồ, quá tuyệt vời đúng không nhỉ? Như vậy đấy là cái các cái logic thôi. Xem có cái in cái nào. Bây giờ in cái này. Thực ra bạn còn một vài tam giác nữa. Ví dụ như bạn lật ngược cái này sang bên này thì sao? Nhá. Đây, lật ngược cái tam giác cái sang. Cái này rồi nhá. Bây giờ bạn in cái in cái tam giác kiểu như này. Là cách cho như này đi. Sao? Sao? Đúng không? Sao? 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 Đó, kiểu như này. Sao? 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 Đó. In ngược lại. Được chưa? Ok không? Ngược lại của cái đầu này. Bạn vẫn copy. Vẫn cấu trúc lập hai vòng lập đấy đi. Nhưng bây giờ bạn làm gì? Bạn thử chỉnh làm sao để cho nó in lại như thế nào. Hoàng. Giải pháp. Ta vẫn in từ cái trên này xuống, hàng thì vẫn này đúng không? Rồi ta cho là bằng 1 đi. Lớn hơn bằng gì? Nhỏ hơn bằng n đi. Cộng cộng đi, cho nó đủ từ hàng 1 đến hàng thứ n đi. Được chưa? Xong bên trong này chúng ta nhìn thấy là chúng ta phải in hai nửa này. Cái nửa này là in gì? In khoảng trắng đúng không? Nha. Cái nửa đấy in khoảng trắng tức là chúng ta vẫn lập từ 1 cho đến y đi. Y bằng 1. À đâu? In như cái này mới hợp này. Thôi kệ ạ. Y bằng 1 thì chúng ta in ra n trừ 1 cái dấu khoảng trắng. Đấy. Vậy ta có n trừ y. Đúng chưa? Y cộng cộng. Và chỗ này là ta in khoảng trắng. Đấy. Sau đó thì ta lại in tiếp cái gì vào? In tiếp cái dấu sao vào. Đúng không nhỉ? Đấy, for lại gì bằng từ 1 cho đến gì y. Đó, bằng y đi. Ta in cái dấu sao vào. Ctrl C, Ctrl V, chỗ này ta thay bằng dấu sao. Ok không? Thử nhá. Dấu tam giác thứ nhất này, bằng 5 đi.
tam giác thứ hai này, tam giác thứ ba này. Wow, quá đẹp nhưng mà hơi bị lệch một tí, đúng không? Hơi bị lệch là chỗ này nó bị không có khoảng, không có khoảng trắng cuối cùng như này. Ta đẩy lùi ra một tí, đẩy lùi ra một tí thì ta làm gì? In khoảng trắng. Là chữ y trừ một được không? Đúng không? Đấy. 5 1 2 Úi giời. Cộng 1 chứ lại trừ 1. N trừ y. N trừ. N bằng 1. 5 y nó 4 cái trắng. À đúng rồi, bằng chứ, đúng không nhỉ? Đấy. À, bằng 5. Ok, đúng chưa? Ta nhìn thấy cái tam giác chuẩn rồi. Bây giờ ta lại in ngược lại, lật ngược cái tam giác này lại. Đúng không? Bốn cái tam giác này. Lật ngược lại. Tức là gì? Lại thêm cái nữa. Ta lại in theo cái kiểu như sau. Đấy. Ta lại in là ví dụ như 5 dấu sao này, 1 2 3 4 5. Sau đó ta in ra là gì? 1 2 3 4. Cách ra một cái. 1 2 3. Như này. Đúng không? Và cái cuối cùng là như này. Đúng chưa? Ta lấy cái cấu trúc này đi, ta sửa lại các cái điều kiện của cấu trúc lập. Bây giờ cái dòng đầu tiên thì là in in sao, đúng không? In nhiều. Thế thì cái này ta vẫn để nguyên thì ta sửa trong này, ta sửa trong này, ta sửa như thế nào? Tức là bạn vẫn, đường trước là bạn vẫn phải có cái khái niệm là in khoảng trắng trước rồi mới đến in cái dấu sao. Đúng chưa nhỉ? Nào thử cho thầy cái. Hưng, xử lý bài này trong si chưa? Cái khoảng trắng là chúng ta vẫn in trước này, sau đó chúng ta mới in đến cái dấu sao. Vậy thì khoảng trắng đầu tiên, cái dòng đầu tiên là chúng ta không in được khoảng trắng nào. Đúng không ạ? Đấy, không in được khoảng trắng nào thì chúng ta sẽ là lập là gì? N trừ đi y bằng 1. N lúc này bằng 5. Tức là trừ đi là bằng 4. Vậy nếu ta in khoảng trắng thì ta in đến cái dấu nhỏ hơn y được không? Đúng không? Thì ta in khoảng trắng. Còn khi ta in dấu sao thì ta sẽ in ra cái số lượng dấu sao là n trừ đi thì y. Được không? Nhỉ? Yeah. Đấy. 5. 1 tam giác, 2 tam giác, 3 tam giác, 4 tam giác. 1, 2, 3 thì bị thiếu một cái à? Thiếu một cái, đúng không nhỉ? Thiếu một cái thì trong này ta sẽ chỉnh lại thôi, nhỏ bằng n
y bằng trừ 1 nhón bằng y, đúng không ạ? Ok. 5. Đúng chưa? À vẫn chưa đúng. Bị thiếu mất một hàng. Đúng không? Thiếu mất hàng. Thiếu mất hàng, chỗ này ta sẽ đặt là g bằng từ 0. Dòng đầu tiên ta không in được khoảng trắng nào. Đấy. Y bằng 1 ta không in khoảng trắng nào, nhưng dấu sao ta lại phải in n. Đúng không? Chỗ này ta phải cộng thêm 1 nữa. Đúng chưa? Đấy, chúng ta in được ra cái bảng này. Bởi vì cái dòng đầu tiên ta không in khoảng trắng nào hết, mà ta in đủ 5 dấu sao. Sau đó đến cuối cùng ta in cái cuối cùng. Được chưa? Bây giờ bạn làm cho thầy cái tam giác nào. Tam giác là nó là hai cái dấu sao, đúng không? In tam giác. Đây, ví dụ như này. Ta lại có là đâu như nào cho nó. Thôi được đây đi. Một, một, hai, ba, bốn, in dấu sao này. Đấy. Sao này. Và gì? Sao này. Sao này. Thêm cái nữa. Đấy. Sao. 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 Hai. Sao. Sao đúng không? Sao. 1, 3, 5, 7. Bao nhiêu nữa? 9. Một, ba, năm, bảy, chín, đúng không? Ví dụ thế. Tam giác. À đâu ta thiếu một cái này. 3, 5 này. 1, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Này bị sai. Đó. Như này là mới đúng. Đúng chưa? Cái tam giác này. Như vậy cái số hàng thì chúng ta vẫn là gì đấy? Ta vẫn là bằng n, đúng không? Ta vẫn lấy cái cấu trúc này đi. Đấy. Nhưng bây giờ là ta điều chỉnh ở bên trong này này. Ta vẫn lập 5 hàng nặng là n hàng. Đúng không? Đấy. Vậy thì chỗ này ta lại in giống như cái tam giác này. Đây này. Cái tam giác bên trên đây này. Chéo à đây chứ, in tam giác này. N G in khoảng trắng sau đó in đi cái G. Đúng chưa? À hay quá. Lấy cái đoạn này đi. Ctrl C. Dán nó vào đây. Ctrl V. Cái đoạn này là ta in được rồi nhá. Đúng không nhỉ? À không phải, không in được như thế đâu. N bằng 5 này. Đấy. Bây giờ ta in tiếp vào đây. Hàng này không có, hàng này in thêm dấu sao nữa. Đúng không? In thêm cái dấu sao vào đây thôi. Đấy. Vậy thì in thêm dấu sao vào thì ta sẽ in như nào? Ta sẽ in đến là mỗi một hàng. Hàng 1 ta in 1 sao, hàng 2 ta in 3 sao. Vậy tức là nó sẽ bằng là 2 sao với y trừ đi mấy? Trừ 1 đi gì? Được chưa? Hàng thứ 2 nhé. Là chúng ta in 3 sao, tức là y bằng 2. 2 x 2 bằng 4, trừ 1 bằng 3, đúng không? Hàng thứ 3 chúng ta có 5 sao.
5 sao có nghĩa rằng là chúng ta lấy 2 nhân với 5. À đâu? 2 nhân 3 bằng 5 trừ 1. À chuẩn rồi đấy. Đúng rồi nhỉ? Thật tuyệt vời. 5 3 chuẩn chưa? Đúng cái chỗ chúng ta cần không? Đúng rồi. Như vậy chỗ này ta chỉ cộng thêm cái dấu sao vào thôi. Hàng này ta là 3 sao, hàng này 5 sao, hàng này 7, 9. Đúng chưa? Đấy. Bạn in đến 10 cho nè. Đúng chưa nhỉ? Đấy, thành cái tam giác. Quá đẹp. Đúng chưa nè? Chỗ này có ai hiểu không? Có nhỉ? Được chưa? Bây giờ cái tam giác này bạn thay bằng số. Thay bằng số thì nó lại khác nhá. Đúng không? Thay bằng số này. Số ta là nếu hàng 1 ta in số 1. Hàng 2 chúng ta in 2, 3, 2. Hàng 3 in 3, 4, 5, 4, 3. Vân vân. Chuẩn chưa? Đấy, thôi bài này khó quá để dành các bạn nhé. Được không? Đấy. Rồi ok. Theo cái chương trình thì thầy định dạy phần mảng, nhưng mà có lẽ là chúng ta chuyển sang phần hướng đối tượng, còn mảng ta ghép vào một cái số cái phần sau. Khái niệm mảng nó cũng là khái niệm căn bản, người ta cũng đặt ở sau. Thì các bạn làm cho thầy nốt cái bài tam giác số và các bài ở trong cái lớp 2, và đọc thêm cái phần dưới này một chút về lập trình hướng đối tượng, search thêm OOP. Được chưa nhỉ? Buổi tới, buổi mai mình có học, nhưng mai nghỉ đúng không? Ôi sao giờ lại có bạn Hoài làm gì vào? Được chưa nhỉ? Chúng ta đọc OOP thì buổi thứ hai tuần tới chúng ta sẽ học tiếp về OOP. Còn cái bài thực hành này thì chắc là không có vấn đề gì đâu. Ít eo các thứ rồi này. Đúng không ạ? Có mỗi cái bài này để dành các bạn suy nghĩ thêm một tí để in ra. Chúng ta giới hạn n bằng 9 thôi nhé. Còn in số to thì nó lại không ra các bạn các tam giác kiểu này nữa. Đúng không ạ? Tức là bằng 9 thì chúng ta sẽ phải bắt đầu từ 0 để in ra cái tam giác. Chuyển nó từ cái phần này. Không in ra dấu sao nữa mà in bằng cái số đấy. Được chưa? Ok nhá. Cốt thì thầy vẫn để ở trên git. Rồi ạ. Add đặt lab lesson 04. Ok. Rồi. Trên này là có cái phần của chúng ta rồi đấy. Bài lab thì thầy share các bạn làm cho thầy hết cái phần lab 2. Do while lab 5 đây rồi. Nếu mà thầy chữa thêm cái bài số nữa thì thầy cũng sẽ put lên đây. Các bạn về xem trước cái phần bài đấy và đọc thêm cho thầy cái phần khái niệm về OOP để buổi tiếp theo. Buổi thứ hai chúng ta sẽ học về OOP. Đúng không nhỉ? Bà chị Cam lên chào nhau một câu chúc ngủ ngon thế nào. Một số bạn lại ok chưa? Hoàng còn ngồi đấy không? Đinh Hoàng. Đinh Hoàng ao rồi à? Tiến Thành. Làm xong là cái bài số post cái code lên trên group lớp tham khảo với các bạn nhé. Nó sẽ có nhiều các cái cách tư duy code khác nhau. Chúng ta cứ code chúng ta up lên cho các bạn tham khảo. Đây ví dụ như bài tam giác sao thì thầy cũng chỉ code theo cái cách chúng ta lập như thế thôi. Còn có nhiều cái chúng ta cũng in được ra như thế. Chứ không phải cái của thầy là cái tối ưu đâu nhé. Cái của thầy nó chỉ là cái đơn thuần cho những bạn mới bắt đầu và dễ hiểu. Còn khi chúng ta code các cái bài toán liên quan đến tìm kiếm, lọc các thứ là chúng ta cần tính toán, tối ưu hóa các cái câu lệnh lọc. Đúng không ạ? Hạn chế tối đa cái độ phức tạp của thuật toán. Được chưa? Rồi chào tất cả các bạn nào.
Chúc ngủ ngon.